Nếu mà run tay thì cứ cắt từng nấc một. Đục vốt sau. Tốt nhất là đưa chích chặt. Cắt cho nó hở ra cái đá, quan trọng là mình thích chơi như nào thôi. Đục vốt sau. Có dựng đứng trông như tử đằng ấy nhỉ? Đầu nguyên thôi, như tử đằng. Cắt thôi, thích cắt cắt thôi. Đó, nhưng mà trồng cây này trồng dựng lên. Tử đằng. Nốt loạt video này ngày để kết thúc buổi chợ hôm nay, nắng quá. Biết phải đi công việc. Bây giờ đã nốt chỗ này là hết. À bây giờ có gần 9 giờ. Gần 9 giờ. Cây hoa giấy của anh Việt lại ra nhiều hoa nhỉ. Lại bắt đầu là lứa hoa ấy. Cẩm thị rừng. Tử đằng tím phải không? Đẹp. Tử đằng môi gốc to nhỉ? Nhỉ? Tử đằng môi gốc to nhỉ? Đang nói chuyện bên kia. Cây này của trong kia nó gọi là cây đậu gì? Hoa nó cũng giống như hoa họ đậu thật. Nó bây giờ nó mấy loại hoa mà. Có cả hồng, dâm một thái. Đây là có cả cái đỏ cờ, gốc to, năm loại, to, hoa to, lá to, đỏ. À, loại này là kiểu như tím tím như vậy. Đỏ đỏ đỏ. Đỏ. Đâu tác phẩm mới không anh? Tùng này bao nhiêu tiền anh? 5 triệu. 5 triệu. Gốc đẹp. Đấy. Dáng đẹp, gốc đẹp. Mỗi tội là hơi khó nhìn vì là. Gốc đẹp. Nó rậm rạp quá. Ở nhà này nhiều tiền nhưng khỏi đéo bao giờ mua được. Chưa bao giờ mua được. Nếu có mua thì mua cây mấy chục nghe chơi, chơi. Không bao giờ. Chợt nhé mình không trả lời đúng không? Hỏi từ ngày nhìn thấy đi chợ chưa là mua được một tí. Quyền 5 triệu khoảng cách. Quá đẹp. Giấy đẹp. Giấy đẹp. Đấy, thế thì người em bao nhiêu đây? Đấy là 4 triệu rưỡi. Tín Huế. Dáng làm như xanh nha. Ai cho lấy chỗ quạt đẹp lắm. Chỗ quạt. Đẹp rồi, đấy, cây tùng này đẹp. Tử đằng, cái dâm hụt này nở như đấy. Hoa kiếp luôn, hoa to lắm. Hoa to sướng, hoa này nở lên. Chuẩn bị bung rồi đấy. Cái này về tháng 10 là bao nhiêu? Cũng của anh luôn à? Ừ, mắp đùi. Đấy, cây này là bao nhiêu tiền đây? 2 triệu rồi. Đấy, vừa có hoa, vừa đẹp, vừa thơm. Không thơm nhưng mà có hoa. Gốc phụ. Đất này gọi là chuẩn bị. Nhìn đã thấy dâm rồi. Đấy. Tử đằng đang rất nhiều hoa. Lê Minh Tuấn nha. Lê Minh Tuấn. Đọc, cần đọc số điện thoại. Đọc, cứ đọc luôn đi. Số điện thoại là 0919 0919 833 833 608 nha. 608. Đấy, những cây từ nãy giờ quay đấy. Cảm ơn Tuấn nha. Rồi, nhất trí đây. Cái này nhiều hoa thế nhỉ. Bỏ đi một cà phê làm quét đi nhỉ. Làm quét đấy. Ban ngày đi làm à. Đây thế. Qua thế này mà đây qua nó như vậy. Cứ có tầm 12 giờ 6 phút lên mà vẫn thấy đầy thắng nó lại. Thắng nào? Đấy, 2 giờ 6 phút rồi vẫn lại bình thường. Tầm đấy là 2 giờ sáng tầm đấy là vẫn sớm. Tôi là cũng
vứt mẹ đi. Lên cái này sao nói không có tiền mua đâu. Đấy, đúng rồi. Làm cái rừng này về cho mát không? Anh mua thông quay sang một con. Nhìn cũng mắng. Lửa. Tẩy hôm nay hơi đáo để đấy. Để đây, để xem. Trương. Đây, xuống quanh Trương đã bắt đầu quay những cây của anh Trương nhé. Ai thích có thể alo luôn đây. Sau nó hơi vướng xe, tôi không quay được, quay mặt trước. Xung luôn trước. Xung đây trước. Các cụ đang giảm đạm thì đôi liên chi. Đào tiên hả anh Trương ơi, đào tiên à? Chưa ơi, đào tiên này bao tiền đấy? 3 triệu đấy, được cả nào lẫn tiên nhá. Quả ngâm rượu, mỗi thổi lá hơi to tí thôi, nhưng mà chơi độc đáo, sau quả nó ra lủng lẳng thích. Vào cốc lục tiên. Vâng, anh cứ uống đi. Sáng nay lại bán hết rồi sao mà đâu, vắng lắm. Chưa bán được hai cây nhỏ nhỏ thôi. Nên mang đi hơi ít. Có đôi này áo mà ăn được thiền sư hay mất họ hay năng. Đôi này thì bao nhiêu tiền anh? Đôi này 40. 40. Dạ. Cao tầm 1 mét. 1 mét một cây. Rất đều nhau. Đều cả. Trời sinh một cặp luôn. Cái này là cái đực, cái cái cả. Còn cái lù dấu ấn thời gian cũng chỉ đến thế là thôi. Mà mình chỉ có 40 triệu được hai cái dấu ấn thời gian. Không biết thời gian nào còn nhiều hơn nữa chứ, đúng không? Đấy, cái điều chỉnh nó đây. Rồi với cái điếu cùng nắm lấy cái tay bên kia nữa kìa, thì cắt lên này tí đó. Mắt này, tay này và mắt này ngang nhau thì nó mới đẹp được, đóng vai không có thể được. Lấy lên ngang luôn. Ngang bằng luôn, đến khi mà cái sẹo nó dốc lên là vừa. Dốc lên là vừa. Đấy, xoay chỗ này ra nhìn sướng. Già lắm. Lực cái này nhỉ? Trước là tán nó vuốt đây. Nó tầng đấy chứ. Nó tầng đây này, các cái đôi quanh này quanh tán hết. Nở thế nhỉ? Quá lùng. Lấy đây được không? Vâng. Xong bắt tầm ngang này. Bắt chỗ này này. Nhìn rất là đẹp. Bây giờ em chỉ cần lấy cái này là vứt. Sau này cái này nó đầy này. Cái sẹo tầng của đầy này nó có thể cổ. Đẹp đẹp không? Nhiều cắt thôi, nhiều lúc rồi là đòi hỏi được cái kinh nghiệm lâu mới ra là không phải tính được, tính xe nó lên trừ hao nó thì sau này không lẽ phải này lại đấy, này cắt lại ốm, này mỗi lại. Ừ, nhìn cái khẩu này sướng nha. Có ghi được cái phần bị ghi được cái phần lưu cũng. Hoa xưa cũng 3 triệu rưỡi. Đấy, may toàn 3 triệu, rẻ.
ghê chưa này. Chân Nam Mỹ hay là rồng lộn thì cũng được. Rồng lộn, rồng cuốn thủy, rồng cuốn thủy, rồng lộn, rồng lộn qua ghế. Tác phẩm là tác phẩm rồng lộn qua ghế. Đó, có gì các bác tục tiễu thì các bác bỏ qua nhé, nó vui. Rồng lộn qua ghế. Ta chở thiếu táo vui mình tí cho bác vui luôn rồi. À đây sang hàng cây của Trung Dâu đây, cây tình cây và đá, tình cây và đá xi trên đá cơm nguội nghệ thuật. Cơm nguội này hôm anh khoe ở trên Facebook nhìn nó nhỏ mà xương, bây giờ nhìn ra ngoài này hoành tráng. Cái công kia ngồi ngồi chết luôn ở gốc luôn đấy, gắn luôn ở gốc rồi. Cơm nguội nhu, rất nhu dài. Chung hôm nay mình vẫn chưa nhìn thấy đối tượng mình thích. Xì. Chưa có chân, được rồi. Chẳng thấy chân cẳng đâu. Nuôi ở cái dáng làng. Tuy nhiên là sau chỉ lấy vách xuống thôi. Chân thì chắc không có. Sau mình lấy những cái vách này xuống được không? Vách thẳng này xuống. Đấy. Đây à? Làng đấy. Sư làng. Mua đuôi này về phá được cái này. Dạ. Cơm nguội này, nu. Thôi ai thích thì liên hệ Trung Dâu, nắng quá chả gọi ra đâu. Xin phép các bác kết thúc video ở đây. Kết thúc ở cái cơm nguội này các bác nhé. Tôi sắp ngất đến nơi rồi. Ngất đến nơi rồi. Dính quá đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà run tay thì cắt từng nắp một. Đục vốt sau, tốt nhất là đưa chích chặt. Cắt cho nó hở ra cái đá, quan trọng là mình thích chơi như nào thôi. Đục vốt sau, có dựng đứng. Trông như tử đằng ấy nhỉ, đồng nguyên thôi, như tử đằng. Cắt thôi, thích cắt, cắt thôi. Đó, nhưng mà trồng cây này trồng dựng lên. Tử đằng. Đậu quyên. Đậu quyên. Đậu. Chứ không phải tử đằng. Giống à? Như nhau nó, không đấy, biết là có họ nhà nhau gọi như nào chứ còn nó giống như nhau. Họ họ hàng hoa còn nhiều gì à? Hoa còn lắm dày hoa thế. Hàng hoa này chứ chung này, còn nếu đúng quan điểm nhé thôi. Những hàng hoa thì bên này để này chơi bông mâm mâm hoa là đẹp. Đè. Thế về dựng lên đó. Cắt này đây rồi lên đây. Đè. Cắt đeo đỉnh cắt hạ thấp nữa xuống gì? Định làm cái định làm cái lùn. Cái lùn nó vàng thế rồi nó vàng. Nó phải tùy theo khung. Đấy. Nó có khung cho mình rồi thì không nên phá hoại đâu. Tại vì cái đây, đây là có khung như đây cũng nhìn này. Thằng này lập thân ở đây. Đây không, về dựng cứ thế dựng. Ừ. Ờ đi bởi vì thân của nó thế này. Nếu mà thế thì coi như thế. Đây 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 đây. Đây này này nhá. Dàn hoa lấy dàn hoa này. Đúng không? Đây lấy dàn hoa này. Đây lấy dàn hoa này. Trồng một cây hoa này càng xuân phê càng càng nhiều hoa càng đẹp. Không, mình sẽ dẫn cho nó đúng bài bản đã. Cây này mà làm lấy cái khẩu lùn này mà cắt kia thì cũng được. Thì lại trồng thì trồng dựng lên, thì lại trồng dựng lên. Hoa dẻo này hoa này hoa. Đang định cắt đến đây nè. Cắt đấy thì nó giữ được cái đòn một cái đòn to này. Đang định cắt đến đây. Cắt đấy theo cái mắt mắt gầm này. Hiểu ý chỉ chỉ trồng dựng lại lại lên. Đến này cũng được. Hay là về tư duy tiếp, mang về tư duy tiếp. Ít người làm được.